mình sẽ làm chả cá nhá. Nó rất là đơn giản thôi, theo cái công thức này của nhà mình thôi. Mình dùng một phần cá này, một phần thịt này và một phần mỡ này. Các nguyên liệu này thì mình sẽ thịt thì mình xay sẵn này, cả mỡ cả nạc này, còn cá thì mình cắt nhỏ này, và mình đều cho vào, làm sạch hết rồi và mình đều cho vào ngăn đá tủ lạnh để cho nó thành nó cứng cứng, nó rắn rắn lại như này, thì khi mình xay ấy, thì nó sẽ không bị bị nóng và không bị bở thịt bở cá nhé. Xay xong thì mình mới cho thêm gia vị vào nhé. Khi xay ấy, để nó được nhuyễn như này và nó dễ xay ấy, thì các bạn cho mình một chút xíu nước vào xay cùng ấy, với 5 thìa nguyên liệu này thì cho 2 thìa nước ấy. Đấy. Để xay cùng thì nó sẽ được nhuyễn như này, nó mịn như này, nhuyễn như này. Thì sau đó tí nữa mình trộn thêm gia vị vào và một chút bột vào thì nó sẽ không bị khô cá, không bị bở cá, thì nó sẽ rất là ngon nhé. Cứ xay lẫn lộn nhé. Đây các bạn cho 2 thìa nước lọc vào, xay cùng nước lạnh nhé, nhớ là nước lạnh nhé, thì đảm bảo cá không bị bở. Chả cá này của mình nhé, nó không hề bị nóng nhé, mình sờ nó vẫn đang rất là mát này, cho nên mình sẽ trộn luôn gia vị vào và bột vào. Còn nếu mà nó mà nóng ấy thì là do là thịt chúng ta không để ngăn đá tủ lạnh. Các bạn cho mình 2 thìa ăn phở đầy bột năng như này nhé, là khoảng 15g bột năng. Các bạn trộn cùng. Bây giờ cho luôn muối, mình nói nhỏ, hạt lêm, bột ngọt và nước mắm. Trộn đều cho mình quết một lúc là nó sẽ cho 2 thìa hạt lêm này, tùy theo thìa cà phê đấy nhé, tùy theo nhà các bạn ăn đậm đến đâu. 2 thìa hạt lêm này, 2 thìa bột ngọt này, 2 thìa nước mắm. Vì nhà có bé nhỏ nên mình không cho hạt tiêu, còn các bạn ăn được cay cho cả tiêu cả ớt vào nhé. Bột ngọt đảo cho nó đều đã, cho nó hòa quyện với nhau đã. Sau đó mình cho hành vào, bây giờ cho hành cả tỏi phi và cho tỏi và hành và thì là băm nhỏ đó. Nước mắm này các bạn cho vào cho mình 2 thìa cà phê thôi, cho nó dậy mùi thơm, cho nước mắm này nó dậy mùi thơm. Đáng nhẽ thì mình chỉ cho mỗi bột ngọt và nước mắm thôi, nhưng ở đây mình cho thêm ít hạt lêm cho nó ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ cho tỏi hành mình băm nhỏ mình phi vào, phi thơm thì ăn thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đây mình sẽ đổ vào, nó sẽ có một ít dầu nhé nhưng không sao cả. Này phi thơm này. Đây tỏi và hành phi thơm lên, các bạn không phi cũng được, các bạn băm nhỏ các bạn trộn lẫn được, nhưng phi thơm như này thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều và nó cản cái mùi tanh của cá đi ấy. Bây giờ nhé, khi nó hòa quyện vào nhau như này là được rồi nhá. Bây giờ các bạn đánh như này để cho cá chúng ta nó dẻo hơn, nó kết dính vào nhau. Sau đó mình sẽ cho luôn hành và thì là các bạn thái nhỏ vào, rồi mình mang đi mình chiên cá nhé. Hành thì là các bạn rửa sạch, các bạn thái thật nhỏ nhé. Cái này nó làm cho chả cá nó ngon nên cho nhiều một chút. Xong rồi chúng ta rửa cái chảo, chúng ta ve viên thành những cái miếng để cho chúng ta đi chiên. Các bạn khi mà quét xong chả rồi nhá và nó hòa quyện với nhau như này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mang đi chúng ta rán cho lửa to để cho lửa nó sôi lên nhé. Các bạn hấp cũng được nhé, hấp thì cho cái lá chuối ở dưới và chúng ta hấp cách thủy. Chảo chưa sôi, khi dầu sôi nhé thì các bạn cho cá vào. Bây giờ cho thêm lửa vừa thôi, vì không cho lửa to, to nó sẽ cháy. Vì mình không ướp đường cho nên các bạn yên tâm là nó sẽ không nhanh bị cháy. Nhưng mà mình cũng cho lửa nhỏ để cho nó chín đều hai bên.
chả cá tự làm ấy, tuy nó sẽ không giòn được bằng ngoài quán vì mình không có máy chuyên dụng ấy và không có nhiều phụ gia ấy, nhưng mà ăn đảm bảo ấy, nên các bạn cứ tự làm cho con mình thưởng thức nhé. Mình làm cái này để mùa dịch ấy thì mình không phải đi ra quán mua mà mình ăn tại nhà ấy. Chỉ cần nửa vừa thôi nhé. Và đợi khoảng 3 phút nó cứng cái mặt thì chúng ta sẽ lật cá lên nhé. Đảm bảo ăn rất là ngon luôn ạ. Các bạn không cần phải rán kỹ quá đâu. Vì mình làm nhiều như này chúng ta chỉ cần rán nó cứng cái mặt thôi. Sau hôm nào ăn chúng ta lại rán lại ấy. Hoặc là cho lò chiên bông dầu chúng ta chiên lại ấy. Đấy, khoảng 3 phút là nó sẽ cứng cái mặt cá mà chúng ta lật được. Nhớ là cá chúng ta phải để ngăn đá tủ lạnh để nó thành cái đá răm ấy. Thịt cũng vậy, thịt lợn cũng vậy, mỡ lợn cũng vậy. Thì khi chúng ta làm chả thì chả cá chúng ta nó mới không bị bở. Rồi cứ dán đến hết thôi. Đây các bạn lưu ý nhé, vì đây là mình làm với số lượng nhiều để ăn dần, cho nên các bạn chỉ cần dán nó vàng lên một chút như vậy thôi, để lần sau mình dán lại ấy, hoặc là mình cho vào nồi chiên không dầu ấy, mình chiên lại ấy thì nó sẽ không bị cháy ấy, mà cá nó chín vừa. Nên cái lần chiên đầu này chúng ta chỉ chiên như vậy thôi, chỉ chiên như này thôi nhé, để cho nghiêng cho nó ráo dầu rồi chúng ta vớt ra thôi. Cũng rán nó chín ở bên trong nhé, nhưng mà chỉ không rán kỹ đến khi nó khô thôi, để khi mà mình rán lại nó không bị khô ấy. Chứ còn đừng rán không chín nhé, vì mình để lâu nhưng mà nó vẫn phải chín nhé, chín kiểu hấp ấy. Mình đây là rán bằng dầu, rán này nó rất là thơm, đảm bảo với các bạn là nó không hề bị tanh đâu. Vì khi mình ướp mình cũng đã cho cái phần hành tỏi phi rồi ấy. Làm như vậy đến hết ấy. Tí nữa mình sẽ quay cái thành quả nhé. Bỏ những miếng được ra trước nha. Được như này để thật nguội, cho lúc nào ăn lại chiên lại. Nó rất là đơn giản nhưng mà phải biết cách làm thì chúng ta mới bảo quản lâu ngày được. Dán xong nhé, mình được hai cái phần chả cá như thế này và mình sẽ để cho thật nguội và chúng ta sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh. Nếu mà chúng ta dùng trong ngày hoặc là 2 ngày, còn nếu dùng lâu hơn thì chúng ta sẽ cất vào ngăn đá và các bạn chia thành các phần, hôm nào dùng nhiều thì các bạn bỏ nhiều ra, không phải dã đông nhiều lần. Và mình đây là mình sẽ chia thành các phần và cất vào ngăn đá và mỗi hôm mình sẽ ăn một bọc. Và giờ mình sẽ dừng video về cách làm chả cá tại nhà ở đây nhé.